Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này bằng vị tướng, đó là vị tướng Châu Gan. Một vị tướng rất là khó chịu trong cái vấn đề là giải tỏa tâm lý. Ai mà có bức xúc gì á thì nhớ kêu mình nè. Mình lấy Châu Gan ra mình giải tỏa tâm lý tất cả mọi trạng thái ức chế, bức xúc, cái đóng băng, câm lặng tất cả mọi thứ. Đấy thì hôm nay ở bên kia họ chọn vị tướng đó là Alice. Ở rank này hiện tại đang ở rank cao thủ mười mấy sao ấy, mười mấy sao mình chả nhớ nữa, 16 sao, 15 sao gì ấy. Bên họ đã chọn vị tướng Alice rồi. Alice cộng Slim thì bắt buộc thì Jhin nó đi. Airi đi. Đấy, tất cả vị tướng này đều có choáng khống chế này nọ các kiểu thứ. Choáng là vị tướng Slim này, rồi Airi cũng choáng chỗ cuối này, Alice này câm lặng chỗ cuối này. Đấy, trời ơi. Mình phải lấy vị tướng nói đứng châu ga này mình sẽ vác đi đứng giữa nhá. Thường thường thì mọi người chơi vị tướng châu ga này thì mình sẽ đi hỗ trợ đường kinh công hay là đường hỗ trợ AD cũng được, nhưng mà không sao, nói chung con này đi đâu cũng được hết, đường kinh công cũng được này, đường giữa cũng được này, đi hỗ trợ support cũng được này, nói chung là vị tướng đa tài đa năng, đi rừng cũng không biết có được không nữa, mình không biết nữa. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy con này khá là ok. Trong đấu giải họ toàn phải cấm con này không ấy. Tại vì con này giải tỏa tâm lý mà. Đấy, bạn nào mà đi đấu giải mà bị ức chế hay là game thủ nào mà bị ức chế ấy, bức xúc bức núc ấy, bức núc bức trên bức dưới ấy, núc trên núc dưới bức hết ấy. Đấy, đưa em vào cái là giải tỏa tâm lý sung sướng ngay. Đấy, nhưng mà họ bị cấm mất rồi nên đâu được chơi đâu. Toàn bị cấm thôi. Mình thấy đa số như vậy, nếu không cấm thì là sẽ sử dụng liền. Đây là một vị tướng mà có rất là nhiều người sử dụng kìm gọi là khó chịu, cũng như là vào trong combat thì rất là có lợi cho dành cho team của mình, quá có lợi luôn đấy chứ đùa. Đây là vị tướng chú với con ở bản đôn, mặc dù ra rất là lâu rồi vì thế nên cái kỹ năng của nó chắc mọi người cũng thừa biết rồi ha, đâu cần phải nói gì thêm. Đấy, chiêu một là lướt sóng, chiêu 2 là xoay sóng, và chiêu 3 là xỉn sóng. Vâng, rất là nhiều sóng luôn đấy, sóng bay táo, sóng bay luôn đấy. Oh man. Đây. Lướt sóng này, xoay sóng và xỉn sóng này đó là bộ kỹ năng của con này nhá, cùng do mình mới sáng tạo ra. Hình như kéo lên đường trên hay sao ấy. Nó kéo lên đường trên bạn biết ngay mà, mình biết mà. Mình đi đường giữa là mình nghi rồi. Nghi rồi. Ôi trời, bạn tốc biến yêu đấy. À bạn. Bạn đi về, lùi về bên trong đi. Lùi về bên trong đi bạn ơi. Rồi xong, 5 người nó quay chết luôn một người luôn. 5 người đánh một mà, bốn người chính xác là bốn người trong pha vừa rồi. 4 đánh một không chột cũng què. Người ta kêu 2 đánh một không chột cũng què, đây 4 người đánh một thì lấy gì mà sống. Và mình sẽ ở đây chứ bây giờ mình về nó thật chứ có khi là bên kia Slim với cả nó lấy mất chủ ấy. Sợ luôn. Thì đánh ở trên rank cao thủ là mình cũng phải tính toán đấy nha, chứ không phải là mình chơi khơi khơi mà lên được cao thủ đâu. Rất là khó chịu luôn, rất là khó chịu luôn. Nào 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 nào, kiếm à, kiếm mình à. Tại vì mấy các bạn phải biết chứ, phải biết suy nghĩ thì mới mới đánh được lên cái rank này. Nếu mà mấy bạn là đánh theo cái kiểu như là thường thường mình xài sử dụng kỹ năng thì mình chơi vui thôi thì nó khác. Tại vì đánh ấy này nó hơi khó một chút. Tính toán từng tí tí một ấy. Nếu mà muốn càng leo càng cao càng phải tính toán. Những trận đấu rất là căng thẳng, nó sẽ diễn ra căng não lắm. Nhưng mà thế này nó không có vui, đúng không? Đấy, mình chơi vui mà. Căng làm gì? Leo cao làm gì? Trèo cao là té đau thôi. Đơn giản thế thôi, ai cũng hiểu điều đấy. Rồi ok, thì cái con tướng này á, mọi người cũng biết mà, cái chiêu 1 của nó đó nhá. Nếu mà mình sử dụng này không cần chiêu cuối luôn, chiêu 1 thôi. Người ta sử dụng phóng lao hay là cái con Alice nó làm chậm ấy, làm choáng ấy. Thì mình sử dụng chiêu 1 cái thôi, nó sẽ không bị dính choáng nữa. Đấy, mình sẽ được dễ kiếm chuối coi. Đấy, cái con này nó có hai chiêu cơ, hay thiệt đấy chứ. Chiêu cuối là dành cho cả team luôn, mà chiêu 1 thì dành cho mình nó à. Đã vậy là còn tăng tốc độ chạy nữa chứ. Làm chậm nữa chứ, ui rồi quá là lợi hại luôn. Cái này rất là nhiều vị tướng mà cao thủ hay chơi con này ấy, hay sử dụng con này ấy. Nhưng mà trong đánh hạng mình thấy ở những trận đấu ở bình thường rất là hiếm thấy, rất là ít khi thấy, không thấy bao giờ hết trơn ấy. Tại vì mình cũng chả biết tại sao nữa. Rồi 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 rồi, Oma chết rồi bạn ơi.
đừng có chết, mình tới đây, mình Ngộ Không tới đây. Ngộ Không tới đây rồi, một em nằm xuống, đây là em thứ hai, hai em nằm xuống. Rồi tiếp theo đó chính là vị tướng Dara này nằm xuống, ba em luôn. Mình lúc đủ một mạng, sung sướng. Rồi tiếp tục là tới ai đây? Đây. Có bùa đỏ kìa. Ừ, không có, nhầm hàng một tí xíu rồi, không sao. Có chuối này. Sướng. Hiện tại mình giết được hai mạng rồi đấy. Đây, team mình đánh rất là ghê nhá. Trận này team mình đánh rất là ghê luôn. Chơi này. Mình làm vị tướng đỡ đòn mà. Hỗ trợ kiếm đỡ đòn luôn. Chả ai việc gì phải sợ cả. Mọi người biết cách trang bị cho con này cho nó hợp lý chưa? Đó nha, một đại pháp sư nha. Một đại pháp sư giải kiên cường nha. Rồi mình sẽ lên cho nó cái áo choàng băng giá này. Rồi triệu băng này. Đấy, còn món cuối cùng thì có thể mình tùy ý gì đó chẳng hạn, cái gì cũng được. Mình thường thường thì mình sẽ lên cho nó cái rất thân thần, tùy ý thôi. Bài trang bị như này cũng khá là ok. Anh bèo gì đây, anh biết nữa. Rồi, ok. Mình giết được 2, chứ không, muốn trở 3 rồi. Ngon rồi. Đấy không? Mình kia nó me, nó cướp từng tí một đấy. Vớ vẩn này. Làm chậm đấy, làm chậm nhau này. Làm chậm nhau, ai đi tới. Vâng, bạn ấy vừa tới, bạn ấy đi luôn. Rồi đi luôn thì bỏ lại ai đây? Cái xác không hồn, hốt rồi, thơm. Ôi, xa thế, chứ một con này xa thế, nằm xuống luôn rồi. Đó là một cái chết gọi là bất đắc kỳ tử của bạn Slim. Bạn cứ nghĩ mình thoát rồi, ai ngờ sóng gió nó vô về, lao tới không bao giờ có điểm dừng chân. Mà bạn ấy nằm xuống nhanh chóng một cách gọn lẹ luôn. Tuyệt vời. Nè. Chết. Làm sao? Rồi bạn muốn làm sao? Quánh nhau không? Thôi em bị xin lỗi mà. Trời ơi mẹ anh kỳ cục quá. Thấy em con voi nhỏ xinh cứ bắt nạt hoài. Từ, tí nữa voi to, voi lớn, voi đè lấy người, lấy thịt luôn. Đấy, ghê gớm lắm. Trông vậy đấy nhưng mà không phải vậy đâu. Mấy bạn cứ coi thường mình đi. Tí nữa là mình lấy thịt thôi. Mình chỉ cần lấy một cái bàn chân của mình đạp một cái một thôi. Bẹp bẹp, như con tép. Đấy, kinh chưa? Sợ luôn đi. Còn vị tướng châu gan này nó rất là hay. Khi mà sử dụng chiêu cuối này, chiêu 2 nó hồi liên tục luôn, bấm mỏi tay luôn, bấm không có điểm dừng luôn ấy. Hãy cứ bình tĩnh thôi, gấp gáp làm gì. Con này chủ yếu là trợ thủ mà, cố gắng hỗ trợ đồng đội cho mình, đồng đội mình nó xanh lên. Thế mình có hai vị tướng, đó là AD này, Slim này, hai vị tướng AD đấy. Vì thế nên mình có thể đứng đằng trước, mình gọi là chơi quang chiếu một thôi, không cần đánh nhiều, đủ làm chậm theo đối phương và một cách gọn lẹ rồi. Rồi xong John đã bị hai người bắt rồi. Các bạn có sống nổi không đây? Vâng, mà Ngộ Không đang tàng hình, anh ta đập một đập đấy, 5-0 rồi, sướng quá, truyền thuyết luôn, sướng sướng. Thấy mình chơi con này ghê không? Lấy mình kia bạn phế với mình luôn đấy, tại vì chiêu cuối của bạn ấy, mình bật chiêu cuối, có gì đâu. Rồi tớ cấp cứu cho cậu đây, vẫn chết, sao mà xui thế bạn ơi. Tớ bấm cấp cứu hình như hơi muộn rồi vậy. Hay chung mày, cái pha đấy em bấm cấp cứu kịp thời nhưng mà bấm chiêu cuối hơi muộn, bị choáng mất mấy giây ấy.
Hắn bị chóa mới trụ bắn một cái hay hai cái ta. Hình như một cái hay hai cái gì đấy. Nếu các bạn ấy sớm mình bật sớm hơn nhá. Nếu đây là mình, tại vì mình hơi bất ngờ một tí vào đấy. Mọi người cố gắng nhá, để ý tập trung cao độ và chiêu cuối cho đồng đội mình thoát về an toàn nha. Đấy 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 đấy, choáng à. Này thì choáng này. Đi về anh em ơi. Ai lướt mạnh thế. Bạn Liên múa như đúng rồi. Bạn có biết tớ là ai không? Tớ là voi đây thầy. Tớ là voi con ở bản đồ đây thầy. Này thì voi con này. Hay người ta gọi là chú voi con ở bản đôn chưa có ngà lên được vào liên quân chơi từ rừng già tôi đến liên quân rất am ăn nhưng lại am chơi hay không người thấy mình hát hay không mình hát hơi hay tí thôi đừng có khen ngại lắm nhưng mà nhớ đừng có chê nha không khen đừng có chê cục cá chê mình ngại muốn chết à chú cuối liền mấy bạn muốn đánh nhau à ơi trời ơi lại sung sướng à. Ai chả sợ sợ sơ đi hổ báo này. Thì ra là bạn ấy có cái chiêu mà gọi nhảy qua. Thảo nào mà dám hổ báo với mình. Hay quá, mình tưởng cái đó được sóng âm gọi là sóng thần của mình á. Nó lao tới một cái là chết đấy con ấy. Ai ngờ chết mà mình không được ăn. Xui. Thì kệ không sao. Qua đấy bạn ấy đứng hơi xa. Nếu đứng gần thì có khi mẹo rồi. Ai nèo rồi xong về hả? Ô bạn về thì mình cũng về. Mình xách nguyên cây máu lên quấn cho nó máu. Rồi ok. Đấy mọi người thấy con này chơi dễ không? Đơn giản dễ chơi mà dễ thở nữa. Alice bây giờ nói chung là nếu mà bên kia nó chơi Alice mình mà không chơi video này á thì Alice cực kỳ khó chịu luôn ấy. Thế con Alice chỉ có một mình cái con này phá giải được thôi. Vì thế mà nếu mà thấy Alice thì nhớ chơi con này nha. Mấy bạn cứ ăn kinh công đi. Vấn đề còn lại cứ để mình câu kéo cho. Câu kéo xong rồi đó. Các bạn cứu mình với nào. Oh man, ăn được kinh công luôn kìa thơm. Chết này, hỗ trợ rồi. Không ấy được rồi, không phải là ấy rồi. Không hạ gục được, nhưng mà hỗ trợ là ngon rồi. Cần gì hạ gục đúng không? Có win được không đây? Mấy bạn vào lấy trụ luôn đi này. 1, 2, 3, yo, anh em đâu rồi? Lấy trụ trong luôn. Lấy cái trụ bên trong luôn, lính vào rồi, ăn trụ anh em ơi. Ăn trụ đi, mình vào chút cuối cho tha hồ mà quẩy thôi. Quẩy nát bản đồ luôn đấy. Quẩy lên. Trời ơi, phê. Không ngờ trận này dễ chơi đến thế luôn đấy. Rồi, ok, đây là clip về vị tướng Châu Gan của mình nhá. Rồi, tuyệt vời quá. Cái trang bị của mình thì mình cũng nói rồi. 16 sao, thì ra 16 sao. Rồi được thêm một sao nữa, sung sướng. Mình được MVP luôn, MVP chứ. Đấy, cái trang bị cho con Châu Gan này mình sẽ món đầu tiên thì mình sẽ lên cho nó cái Ngọc Đại Pháp Sư nhá. Cái nick này là cái nick của bạn đã donate cho mình này. Mọi người thấy ở trong cái livestream ấy, bạn này bạn mạnh donate cho mình ấy. Rồi cái Ngọc Đại Pháp Sư này, giày kiên cường này, áo choàng băng giá này, trượng băng này. Còn hai món cuối thì tùy. Rồi ok, bye bye tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại nhá.